Rồi, bây giờ cô sẽ demo cái giỏ hàng nhá. Trời ơi, nghe cái giỏ hàng đấy nghe vui quá. Rồi, bước 1 mình làm gì nào? Đầu tiên là mình sẽ tạo bước 1. Mình sẽ tạo table. Tạo table nhá. Chứa hàng, chứa cái danh mục hàng nào. Sản phẩm đúng không? Thực ra cái này ấy, cái danh mục sản phẩm này ấy là các bạn có thể, thay vì các bạn tạo một cái table cứng, các bạn có thể đổ dữ liệu động. Hiểu không? Đây nè, gợi ý nha. Gợi ý nè. Các bạn có thể tạo một mảng các sản phẩm đúng không? Các sản phẩm. Mỗi sản phẩm ta gọi là một cái object ha. Mỗi sản phẩm nó gọi là một cái object, một cái đối tượng sản phẩm, được chưa? Và sau đó mình sẽ fill đổ vào bảng. Hiểu không? Sau đó đổ dữ liệu, đổ cái mảng này lên bảng table. Đó, còn trong cái demo của mình ấy là người ta tạo một cái table cứng. Thấy không? Nhưng mà mình sau này mình làm mình không để nó cứng mà mình sẽ để nó động. Hiểu ý không? Vậy thì các bạn muốn là mình làm theo hai cách hay chỉ một cách trên thôi? Muốn làm sao? Có muốn làm cách thứ hai không? Có hả? Ok. Rồi. Sau đó bước 1 là tạo cái bảng trước nhá. Bước 2 nè. Mình tạo cái giỏ hàng. Tạo cái bảng để hiển thị giỏ hàng. Đúng chưa? Ok. Sau đó thì mình bắt đầu mình mới thêm các cái hàm. Bước 3 thì mình mới viết các cái hàm. Viết hàm xử lý đúng không? Xử lý. Thì mình có hàm, thứ nhất là hàm thêm nè. Đúng không ạ? Hàm xóa nè, đúng không? Hàm xóa nè. Có thể có hàm tính tổng, tức là tính tổng có thể để hàm riêng hoặc là để chung, tùy mình nhé. Đấy, tính tổng nè. Đó. Bất cứ cái gì. Ok chưa? Mình tạm thời làm từng này. Ok. Rồi nhá. Thì bây giờ cô sẽ làm theo từng bước như này. Thì đầu tiên là cô sẽ tạo cái table trước. Đây. Cô tạo một cái thư mục. Ở đây là cô để là assignment ha. Ở đấy cô new file là bài giỏ hàng ha các bạn. .html. Đây, ở đây các bạn tạo cho cô một thư mục là folder là JS. Ở đây các bạn tạo cái new một cái file là giỏ hàng .js nhá. Các bạn add nó vào đây. Đây. Các bạn add cái giỏ hàng vào đây. Ok, script .sạc.js nè. Giỏ hàng .js nè, xong chưa? Rồi. Cô tách cái này thành hai cái để các bạn làm cho dễ nha. Rồi. Ở đây các bạn tạo cô cái table trước. Tạo cô table. Các bạn đặt cái ID cho table nhá. Đầu tiên cô để cái border này để các bạn nhìn thấy cho dễ nè. Rồi để kích thước của nó là width bằng 50% chẳng hạn, hoặc bao nhiêu pixel tùy các bạn ha. Rồi lưu ý cho cô là đặt cái ID. ID là table. Cái này là sản phẩm đúng không? Ok. Đó. Trong này các bạn để TR và TD. Đúng không ạ? Đầu tiên là TH đúng không? Đấy, TR nè. TH nè. Nhân mấy? Nhân nhân 3 đúng không? Đó. Thì cái đầu các bạn là gì? Là tên sản phẩm đúng không ạ? Tên sản phẩm. Cái thứ hai nữa là giá tiền. Cái thứ ba là không để gì cả. Sau đấy là các bạn có TR. TR nhân mấy? TR cho hai dòng đi. Nhân hai dòng thôi. Còn ba cột ha.
TD 3 cột ha, nhân 3 nè. Ok chưa? Đó. Thì ở đây các bạn có gì? À, cái này là ví dụ như là mình để là Nokia đúng không? À, 1024. À, ví dụ như là 250 đô. À, để chữ đô la đằng trước chẳng hạn đúng không? Đó. Và cái này các bạn để cho cô là button. Thẻ input cũng được mà thẻ button cũng được nhé. Button. Để cho cô tai là button nhá. Ở đây các bạn để là thêm đúng không? Ok. Rồi. À, copy anh này xuống. Đó. Ok. Rồi, ở đây các bạn để là ví dụ như là Samsung Galaxy S6 chẳng hạn. Đấy, 500 đô như thế. Ok. Đó. Rồi chạy thử cái này lên. Rồi ok. Ổn chưa? Xong nhá. Bây giờ các bạn thêm cho cô một cái bảng. Thứ hai là thêm một cái bảng là bảng giỏ hàng. Cái này các bạn có thể để cho cô cái H1 nè. H1 nè. À, danh sách sản phẩm nè. Đây, cái này là để H1 nè. Cái này là để giỏ hàng nè. Rồi một cái nữa là cái thẻ cuối cùng á, để H1 cũng được hoặc H2 cũng được tổng. Ok, trong tổng ấy hai chấm nè, tổng tiền nè. Đó, hai chấm này các bạn có thể để cái thẻ span. Chưa? Để tiền ở đây. À, không có tiền thì để là 0 đô la. Được chưa? Đó. Ok. Ổn chưa? Rồi, cái giỏ hàng này các bạn thêm cho cô cái gì? Một cái bảng. Table border bằng 1. Đó, width cũng bằng 50% đi ha. Ok. Đó. Anh này các bạn cũng đặt ID cho nó. Table giỏ hàng. Ok. Xong. Ok chưa? À, các bạn có thể đặt cái TH cho nó ha. TD nè. TR nè. TH. TH nhân 4 nha. Ok chưa? Ở đây các bạn có là gì ạ? Tên sản phẩm nè. Giá nè. Giá tiền nè. Rồi số lượng nè. Ok. Còn anh này không có gì cả, để tôi để cái nút xóa. Được chưa? Ok chưa? Đó. Mà anh này hiện tại là chưa có gì. Rồi các bạn có thể đặt if else để các bạn khi có thì nó hiển thị cái này, không có thì nó thôi. Là các bạn đặt sau nhá. Cái này thì các bạn có thể đặt if else, dùng if else đặt được. Ok không ạ? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xử lý nhé các bạn. Bây giờ cô nhấn nút thêm. Nhấn nút thêm thì nó sẽ add xuống dưới này đúng không? Được chưa? Cô nhấn nút thêm nó sẽ add xuống dưới này. À. Thì theo như ở trong cái hướng dẫn á, là để cái clone cái dòng này. Nhưng mà cô không hướng dẫn clone. Tại vì khi clone dòng này thì nó copy nguyên cái dòng này xuống thì cái số lượng nó không có. Tại vì trên không có số lượng. Đúng không? Mình copy sẽ không có số lượng. Mà muốn vậy các bạn phải thêm một cái cell nữa. Cho nên là làm các bạn cũng rất là cực ha. Thì bây giờ cô sẽ không copy mà cô sẽ làm theo cách khác. Tức là bây giờ cô sẽ add nó vào một cái mảng giỏ hàng. Nhá. Các bạn nhìn nè. Bây giờ cô sẽ tạo một cái mảng. Bây giờ cô chưa có tạo mảng sản phẩm. Nhưng mà ít nữa các bạn làm, các bạn có thể tự tạo mảng sản phẩm riêng. Bằng cách là bây giờ trong giỏ hàng cô sẽ tạo một mảng giỏ hàng. Đây. Đây nè. Cô sẽ tạo cái mảng giỏ hàng. Mảng giỏ hàng, mảng giỏ hàng để chứa dữ liệu của giỏ hàng. Nghĩa là khi thêm thì nó add vào giỏ hàng. Được chưa? À, nó sẽ add vào đây. Ok. Được chưa?
Đó. Khi thêm thì cô sẽ add vào đây. Đó, con lưu trữ như thế nào nè? Con lưu trữ cái mảng này sẽ là lưu trữ kiểu gì các bạn nhé? Có hai cách để lưu trữ nè. Nhìn nè, có hai cách để lưu trữ. Ok. Rồi, cách thứ nhất là các bạn, là nếu ở đây, nếu ở đây các bạn có, nếu có mảng sản phẩm, à thì tôi sẽ lưu một kiểu khác. À, cái này tính sau. Bây giờ tôi không có mảng sản phẩm thì tôi sẽ lưu cái mảng giỏ hàng kiểu gì? Cái mảng giỏ hàng có sẽ lưu như này nè. Và array giỏ hàng đúng không? Bằng móc vuông nè. Móc vuông là mảng đúng không? Ok. Rồi, ở đây các bạn để ý nè. Mỗi cái object, mỗi cái phân tử của nó sẽ là một cái object. Ok. Nó chứa nè. Thứ nhất là tên sản phẩm. Ok không? Đó. ABC gì đó. Phân tử thứ hai là giá, đồng ý không? Được chưa? Đó, ví dụ như 200 đô gì đó, phẩy. Phân tử thứ ba là số lượng đúng không? Được chưa? Ok. À, ví dụ 2 chẳng hạn. Đó hết rồi. Đó là được một, đó là một dòng của giỏ hàng. Hiểu không ạ? Rồi, tiếp dòng thứ hai là lại tên sản phẩm khác. Đúng chưa? Đấy, cứ như thế dòng thứ ba, dòng thứ tư. Đồng ý chưa? Đấy là cái cấu trúc của cô sẽ lưu. Còn nếu trên này có sản phẩm, cô sẽ lưu cấu trúc khác đấy. Vậy cấu trúc mà lưu kiểu gì là tùy thuộc vào mình nhá. Tùy thuộc vào người lập trình. Mình muốn lưu kiểu gì là do mình. Để khi mình cộng trừ nhân chia hay là mình thao tác cho nó dễ. Hiểu không ạ? Đó là do cách và do cái kinh nghiệm của cái người lập trình nữa các bạn nhé. À, đây là cô đang giảng cái đơn giản cho các bạn nhìn thôi. Hiểu ý không? Ok. Rồi tiếp nha. Vậy để lưu như này thì cô cần cái gì các bạn nhìn nào? Đầu tiên là cô lấy được tên sản phẩm, sau đó cũng phải lấy được cái giá. Được chưa? Và cô lấy kiểu gì nào? Rồi, bây giờ các bạn nhìn nào. Ở đây cô viết một cái hàm thêm. Ở bên cái giỏ hàng này nè, cô viết cái hàm thêm. Đây, function thêm. Đấy, khi cô gọi đến cái button thêm này, nó gọi đến anh này, đúng không? Vậy ở đây cô để cái sự kiện on click vào đây, gọi đến cái hàm thêm. Và cô truyền cái gì vào? Cô truyền chính cái button này luôn, chính cái đối tượng này luôn. Đó, cô để cái list vào đây. List là chính cái object đó luôn. Đấy, Ctrl C vào đây. Đấy, nó giống nhau nhé các bạn. Để các bạn thấy là một hàm thêm các bạn có thể dùng chung nhé. Rồi, các bạn để ý nè. Tôi có đối tượng này. Tôi lấy cha của nó là thẻ TD đúng không? Tôi lấy cha của nó cái nữa là phải thẻ TR không? Đúng chưa? Rồi nhé. Rồi, bây giờ ta có này. Đây, tôi truyền vào object nha. Rồi, thì tôi sẽ có là thẻ TR nè, row nè, var row nè, gắn bằng nè, obj nè, chấm nè, parent node đúng không? Parent node đúng không? Chấm parent node cái nữa đúng không? Có phải ra thẻ TR không? Chính xác chưa? Ra thẻ TR nhé. Rồi, sau đó cô sẽ muốn lấy cái tên. Thì có phải tôi lấy con của nó không? Con thứ nhất của nó đúng không? Hoặc là phớt chai đúng không? Đồng ý không? Vậy cô sẽ làm sao? Cô sẽ lấy là cái giá. À, cái tên. Và tên sản phẩm gán bằng. Có phải là row chấm children. À, không chấm inner text đúng không? Đúng chưa? Các bạn có thể alert ra coi cái này, hoặc con số log tùy mình. Tên sản phẩm. Rồi, chạy nhá. Thêm cái nè. Có phải ra Nokia chưa? Chính xác chưa? Thêm cái nè, có phải ra Samsung chưa?
Rồi. Ok. Tiếp nào. Rồi đó là cô lấy được tên sản phẩm. Tương tự cô sẽ lấy được giá. Đồng ý không các bạn? Tương tự cô sẽ lấy được giá. Cái này sẽ là giá. Cái này là children gì ạ? À? Một, chính xác. Xong, bây giờ cô sẽ add nó vào một cái mảng. Mảng giỏ hàng. Cô sẽ add nó vào giỏ hàng. Đây, cô sẽ add nó vào giỏ hàng. Và lúc đầu mới thêm thì với số lượng bằng mấy ạ? Số lượng bằng 1. Đúng không? Số lượng bằng 1. Ok. Rồi, nhìn nhé. Rồi nè. Bây giờ cô sẽ tạo một cái mảng nè. Và array giỏ hàng bằng rỗng. Đầu tiên là rỗng đã. Sau đó bây giờ mình add vào nè. Số lượng nè. Gắn bằng 1 đi ha. Rồi. Bây giờ các bạn có nè. Array giỏ hàng chấm put. Các bạn để cái y cũng được, mà trong trường hợp này mình không cần phải dùng cái y. Mình put cái là nó sẽ add vào cuối array. Hiểu hiểu không? À, put cái. Cô sẽ new một object mới. Đúng không? Đấy, cô sẽ new một object mới. Ok. Và new Aubrey sản phẩm mới. SP gán bằng. Cái này là tên sản phẩm 2 chấm. Tên sản phẩm. Đấy, các bạn mà muốn để phân biệt đấy, các bạn để dạng nháy đây nè. Cái phẩy gì ta? Giá. 2 chấm giá. Phẩy số lượng. 2 chấm SL xong. Được chưa? Rồi put cái SP vào. Rồi các bạn con số lốc nó ra. Cái array giỏ hàng. Chạy thử nhé. Đây. Chạy thử nè, thêm cái nè. Ok chưa? F12 nha. Thấy array chưa? Ok chưa? Rồi. Mở rộng ra cho nó rộng rãi ha. Trời ơi, sao bư dữ vậy? Rồi thêm cái nữa nè. Có phải là ra hai sản phẩm không? Số lượng bằng 1 chưa? Ok không? Đồng ý chưa? Bây giờ cái giá nhá. Các bạn muốn mà để số luôn, để các bạn tính cho dễ. Các bạn cắt cái gì ạ? Cắt cái chuỗi, đúng không? Ok, bây giờ quay lại nè. Cái này cô để là giá sản phẩm. Ok, còn cái giá nè. Và giá sẽ gán bằng cái giá sản phẩm chấm substitute là cắt chuối, cắt từ vị trí 1 trở về sau. Ok. Rồi, các bạn chạy lại nhé. Thêm cái nè. Đấy. Nó là mất cái đô la rồi, thấy không? Ok không? Mất đô la rồi. Ok chưa? Xong nhé. Rồi. Vậy là cô đã xong cái phần thêm. Nhưng mà bây giờ cô muốn add nó xuống dưới. Ở dưới này. Thì thực ra để đổ dưới này nó là gì đấy ạ? Để làm cái load dữ liệu thôi. Ok không ạ? Đó, thì cô chỉ cần làm gì đấy các bạn? À, cô chỉ cần viết một cái hàm đổ dữ liệu lên giỏ hàng thôi. Function load giỏ hàng. Đấy. Đấy, ở đây các bạn gì đấy ạ? Các bạn có thể dùng Open Child với cái thẻ table. Đây. Đây là một con của nó. Bây giờ mình sẽ open thêm một con nữa. Thì Open Child có cách nhiều cách để làm lắm. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái thẻ TR trước. Ta dùng cái câu lệnh create element. Hoặc có cách khác. Nó dễ hơn. Là mình nối chuỗi. Đấy nha. Mình sẽ có một cái chuỗi. Mình sẽ có một cái chuỗi. Cái này gọi là chuỗi tiêu đề đúng không? Bây giờ cô sẽ tạo cái chuỗi tiêu đề nè. Đấy các bạn nhìn nhé. Cô copy anh này nè. Đây và search cái chuỗi
Table này gắn bằng. Cô để dấu huyền nhé. Nhá. Cô copy vào đây. Đó. Ok chưa? Đó là cô được cái chuỗi tiêu đề. Sau đấy tôi sẽ lọc. Nhìn nè. Cô sẽ lấy cái mảng này cô lọc nè. Array GH này nè, cô lọc. Dùng cái for x để lọc. Đây array CH nè. Giỏ hàng nè. Rồi cái này cô để item cho nó ngắn nhé. Rồi. Ở đây ta sẽ có lọc cái gì ạ? Mỗi lần là cô sẽ lọc cái thẻ TR này đúng không? Vậy ở đây tôi sẽ để là gì đấy ạ? Str cộng bằng nè. Nối chuỗi nha. Nối thêm vào nè. Rồi. Hai dấu huyền cô lấy luôn cái này. Cô sửa lại cái này cho đẹp xíu nha. Đấy. Đấy, sửa lại xíu nè. Để đây đi. Đó. Rồi, cô copy luôn cái anh này xuống nè các bạn. Nhưng mà cái này không phải. Ủa sao thẻ giỏ hàng cô lại để thẻ TD à? Cái giỏ hàng phải thẻ TH chứ đúng không? Quên. Cái tiêu đề là để TH nha. Đấy. Ok, cái này cô để TH nha. Cái dưới mới TD. Cái này là TH nè. Cái này là TH nha. Ok. Đó, còn dưới này mới TD nè. Rồi, ở đây các bạn để cho cô nè. Để hiển thị sản phẩm ở đây nè. Ta hiển thị gì ạ? Đô la đúng không? Cách viết này các bạn nhớ không? Cô chỉ rồi nè. Đô la nè. Móc nhọn nè. Ok. Rồi, ở đây là các bạn có item nè. Item á, là mỗi cái phần tử của mảng array GH rồi. Giỏ hàng rồi. Chấm, lấy muốn lấy tên thì chấm tên sản phẩm là ra. Rồi, copy anh này đưa xuống đây. Tiền thì sao ạ? Tiền thì chấm. Chấm giá, đúng không? Chấm gì ạ? Chấm giá, đúng không? Đấy. Còn số lượng thì chấm số lượng, đúng không? Đây, cái này là số lượng nè. Ở dưới này là giá nè, đúng không? Rồi, ở đây là nút xóa nhá. Nút xóa thì các bạn thêm cho cô cái button. Button type bằng button. Rồi, on click nè. Viết vào cái hàm là xóa ha. Xóa, truyền cái gì đó chưa biết. Cứ để đó đã. Ok, rồi đóng cái button này lại. Ở đây để là xóa. Ok chưa? Xong nha. Rồi, chạy thử nè. Cái này giữ gì? Cái này để nhỏ nhỏ. Rồi, thêm nè. Đúng chưa? À chưa, quên. Mình còn phải gọi nó nữa chứ, xin lỗi. Rồi, mình phải gán nó vào cái gì các bạn? Vào cái giỏ hàng nhá. Cô sẽ có là document.getElementById.table giỏ hàng. Rồi chấm inner html gán bằng str. Rồi, xong đấy thì mỗi lần mình click chuột thì mình load giỏ hàng thôi. Gọi đến cái load giỏ hàng thôi là xong. Đúng không? Ok. Rồi nhá. Thêm cái nè. Giỏ hàng load chưa? Thêm cái thứ hai nè. Giỏ hàng load chưa? Ok chưa? Bây giờ thêm cái thứ ba nè. Nó add vào đúng không? Được chưa? Bây giờ mình phải add nó lên đấy thành số lượng đúng không? Đồng ý chưa? Số tăng số lượng con cái này không có tăng này. Đồng ý chưa? Rồi, vậy là mình đã xong được cái phần thứ nhất là add được vào giỏ hàng. Phần thứ hai mình xử lý cái số lượng và bị trùng lắp cái này. Ok, bây giờ xử lý tiếp nha. Rồi nhìn nè. Bây giờ mình trường hợp thứ nhất nè. Nếu mình tìm nè. Khi mình add, mình tạo cái sản phẩm này xong rồi nhá. Được chưa? Bây giờ trước khi put nè. Trước khi put nè. Ok. Thì cô cần phải kiểm tra.
Nếu cái tên sản phẩm mà nó có ở trong cái giỏ hàng rồi, trong array này nó tồn tại rồi, thì cô sẽ không có put nữa. Đồng ý không? Rồi nhá, nhìn nào. Bây giờ cô tìm. Cô sẽ tạo một cái biến index và index a bằng cái array giỏ hàng chấm file index. Tức là cái tìm file index ấy, nó sẽ tìm, nếu xuất hiện, có xuất hiện, nó xuất hiện lần đầu tiên thôi, nó sẽ trả về cái vị trí xuất hiện đó. Hiểu hiểu ý không? Vậy thì nếu như không có thì nó sẽ trả về âm 1, nghĩa là nó tồn tại, nó sẽ trả về vị trí cho lần xuất hiện đầu tiên nhé. Còn nếu mà không tồn tại, ví dụ như là cô kiểm tra cái tên sản phẩm này đã được add vào giỏ hàng chưa, nếu chưa add thì index này nó trả về -1. Cái index này nè, cái hàm này nó sẽ trả về -1, hiểu không? Còn nếu mà nó add rồi, nó có rồi, thì nó trả về cái vị trí xuất hiện của nó, gọi là trả về index. Đồng ý chưa? Ok. Vậy thì ở chỗ này cô sẽ làm gì? Cái này là cô sẽ duyệt mỗi item của array. Item của cái array GH nè. À, cái này là cái hàm, hàm gì đấy ạ? Đây, cái này return gì? Nó kiểm tra xem item chấm tên sản phẩm. Tức là item này là mỗi phần tử của giỏ hàng, nhưng mà cô chỉ cần kiểm tra cái tên sản phẩm thôi. Tên có rồi, không cho add nữa. Đó, bằng bằng với cái tên sản phẩm ở đây nè. Nó có bằng không? Đấy, các bạn mà muốn để khỏi bị nhầm lẫn giữa cái anh này và anh kia thì các bạn có thể là để tên thôi. Thấy không? Để khỏi nhầm lẫn thì các bạn đổi lại tên, để tên thôi, các bạn khỏi nhầm, đúng không? Đấy, ok. Con giá có thể để giá sản phẩm gì đó để khỏi nhầm nhé. Đấy, thì đây cô đổi cái tên, các bạn nhìn nào. Vậy thì nó sẽ duyệt cái mảng array GH, nó sẽ lấy từng item đó nó kiểm tra. Nếu mà mỗi cái item có cái tên nó bằng cái tên mà mình vừa thêm vào thì cái index này nó sẽ trả về lớn hơn hoặc bằng 0. Còn nếu như nó không có thì cái này nó sẽ nhỏ hơn 0. Vậy cô sẽ kiểm tra if index này mà nhỏ hơn 0, nó bằng âm 1 đấy, nhưng mà cô không so sánh bằng âm 1 đâu, cô chỉ cần so sánh nhỏ hơn 0 là được rồi. Cụ thể là anh này không tìm thấy, nó trả về âm 1 đấy, nhưng mà cô không so sánh bằng âm 1, mình không so sánh vậy, mình chỉ cần là nhỏ hơn 0 thôi. Nhỏ hơn 0 chứ không phải nhỏ hơn bằng nhá. Thì cô mới put vào. Đồng ý không? Cô mới put nó vào. Còn ngược lại thì cô sẽ không put mà cô sẽ tăng số lượng lên. Nghĩa là cô lấy được index rồi, vậy cô sẽ tăng cái số lượng index này lên. Ok chưa? Và đây cô sẽ để là gì đấy ạ? Array giỏ hàng tại vị trí index a chấm số lượng. À, cô sẽ bằng chính nó cộng 1, hoặc là cô sẽ cộng cộng nó lên, hiểu không? Hoặc là bằng cộng bằng 1, bằng chính nó cộng 1, tức là cộng bằng 1. Ok, là xong. Rồi, bây giờ nhìn nhá. Vậy thôi đó, bây giờ nhìn nào. Demo nhá, cô thêm cái nè. Thêm cái nữa nè. Hay chưa? Thêm cái nè. Thêm cái nữa nè. Ok chưa? Ổn không? Ok không? Đấy. Vậy thôi, vậy là mình xử lý được chưa? Chưa tổng nhá. Có làm tổng luôn không? Tổng thì thực ra là cái này các bạn nè, for x này nè, lấy giá nhân với gì ạ? Số lượng. Rồi nhá. Mỗi lần lốt nè, mỗi lần thêm cái nó lốt giỏ hàng, cô lốt luôn tổng tiền nè. Cô làm nốt cái chỗ này nhanh lắm, một chút xíu thôi. Đây, ở đây là cô sẽ lấy cái span nè, cái thẻ span đúng không? Đây nhìn nè. Ok, từ từ ha. Đây,
Nhìn nhá, document nè, chấm nè, get, query selector nè, cô lấy cho thẻ span nè, tại vì cô có một thẻ span nè. Rồi nhìn này, chấm nè, inner html bằng cái gì đó, được chưa? Tôi không biết nhưng tôi cộng với đô la đi đã. Đô la cộng trước đúng không? Tôi cộng đô la đây đã. Xong cộng với cái gì đó này. Rồi nhìn nha. Trong mỗi lần for x này nè các bạn, cô sẽ làm nè, viết ở dưới ha. Tổng nè, tổng cô để, cô để ngoài luôn đi, để ngoài. Tổng, tổng để đây đi ha. Đây. Và tổng gán bằng không nhá, được chưa? Tổng bằng không nè. Ở đây các bạn để cái gì? À, tổng sẽ cộng bằng, à, có phải là item nhân chấm giá nhân với gì ạ? À? Item chấm gì đấy ạ? À? Số lượng chính xác. Rồi, cuối cùng ở đây mình cộng tổng cho cô. Rồi nhìn nhá. Chạy nào. Thêm cái. Thấy 250 chưa? Thêm cái nữa nè. Phải 500 không? Ok. Rồi thêm cái 500 nữa, có phải 1250 không? Chuẩn chưa? Ok. Chuẩn không? Chuẩn không? Quá chuẩn. Rồi, ok. Dừng đấy nha.